các bạn ơi, hôm nay bạn Mỹ là sẽ làm phim hoạt hình về Wapu Lucy. Chúng mình sẽ cùng xem đoạn phim hoạt hình mà bạn Mỹ sẽ được các cô hướng dẫn để làm các bạn nhé. Ở đây trước tiên chúng ta sẽ chọn ra những bối cảnh các bạn ạ. Bối cảnh chúng ta cần làm là gì và chọn các nhân vật cho bối cảnh đó. Và sẽ tiến hành quay phim hoạt hình. Bé Mít rất thích xem phim hoạt hình Wapu các bạn ạ. Thế và đây là lần đầu tiên bé được trải nghiệm cách làm phim hoạt hình như thế nào. Ý tưởng sẽ do các bé sẽ tự nghĩ ra các bạn ạ. Thật là thú vị mít nhỉ. Chắc hẳn các bạn nhỏ nào cũng rất thích xem phim hoạt hình đúng không các bạn? Và được trải nghiệm làm phim hoạt hình là một trải nghiệm rất là hay các bạn ạ. Các bạn hãy thử trải nghiệm cảm giác làm phim hoạt hình thế nào cùng bé Mít các bạn nhé. Từng nhịp một thôi các bạn ạ. Bạn Mỹ ơi, bạn này là bạn gì? Bạn Mít nhỉ? À, bạn Bufo. Đúng rồi. À, thế à? Bạn này đang nghe nhạc đúng không con? Đúng rồi, luôn luôn đeo tai nghe trên tai nhỉ? Đây là phòng thu âm của khu vực làm phim hoạt hình các bạn ạ. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đi với bạn Mít vào để ghi âm nhé. Chào cô ạ. Ôi con ghi âm ạ. Vâng ạ. Đây là phòng ghi âm của khu vực làm phim hoạt hình ở trong Wapu City các bạn ạ. Sau khi hoàn thành xong bộ phim hoạt hình là chúng ta sẽ vào thực hiện bước ghi âm. Ở đây có một cô phụ trách ghi âm ở bộ phận hậu kỳ rất là nhiệt tình, giúp đỡ các bé và các bậc phụ huynh để có thể ghi âm lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình mà chúng mình vừa làm xong.
xem bộ phim hoạt hình vừa làm đấy nhá. Rồi mẹ đi vào. Cảm ơn cô ạ. Bạn Mít đang ghi âm cho bộ phim hoạt hình mà mẹ con Mít đã làm đây các bạn ạ. Mít lồng tiếng cho nhân vật Lucy nào. Bạn ăn kẹo xong bà bị làm sao nhỉ? Lồng răng xa. À đúng rồi. Đỏ đi. Lạnh quá, lạnh quá. Như vậy là công tác ghi hình, ghi âm hậu kỳ của bộ phim hoạt hình là đã xong rồi đấy các bạn ạ. Lần đầu tiên bạn Mít được làm phim hoạt hình và lần đầu tiên cũng được ghi âm đấy các bạn ạ. Thật là thú vị phải không bạn Mít? Rồi cảm ơn bạn Mít nha. Đến giờ đi ngủ rồi đây các bạn ạ. Thế mà các bạn xem này, Lucy thì ăn kẹo, Wofu thì lại ăn kem. Á, đau răng rồi. Ôi, Lucy bị đau răng rồi, bị sâu răng rồi các bạn ạ. Lạnh quá. Anh Wofu ăn kem, đâm ra là bị lạnh rồi, cảm lạnh rồi các bạn ạ. Còn uống thuốc nha. Vâng ạ. Con nhớ lần sau trước khi đi ngủ là không được ăn kẹo, không được ăn kem nữa các con nhé. Hôm sau, Wofu đã khỏi ốm và dẫn Lucy cùng các bạn ra công viên chơi.